Một chú bổi được 3 tuần nồng anh em ơi. Nết con này cực kỳ ok luôn mà. Đã ra lết rồi, con này tương lai đánh cầu cực tốt mà đánh cả lết dê luôn anh em ạ. Lết dê cầu luôn anh em ơi. Con chim này ấy, là con chim em Tuấn bẫy được từ lúc con chú bổi nó đang hoàn thiện lông nó được. Lúc em bẫy ấy, là nó đang ra lốt lông đầu và lông mào được 3 tuần rồi anh em ạ. Con chim này ấy, nếu mà để chuẩn nhất ấy, là 1 tuần nó đã quay được clip rồi, nhưng mà thì lúc đấy nó vẫn đang có nhiều lông ống ở đầu ấy, nên là em chưa quay. Live Tuấn Hải Dương sẽ lên sóng cho anh em hai bé chim, một bé đầu tiên sẽ là bé đắc lông này, bộ siêu đẹp luôn anh em ạ, nhìn siêu mẫu như kiểu tè tướng lông gù luôn anh em ơi. Anh em nhìn kìa, màu thì kiểu đinh tê, yếm sâu đậm, vai ngực lở anh em ạ. Đây là một cái lô đắc lông vừa mới ra từ đêm hôm qua luôn anh em nhé. Đáng nhẽ thì chim thì hôm nay em chưa quay đâu, nhưng mà khi mà em cho ăn ấy, thấy nó thái độ đấu luôn, nên là em kè chim ngoài để xem nó chơi luôn anh em ơi. Con chim này là con chim đắc lông vừa mới ra, đẹp nhất lô, bóng bộ đẹp nhất lô luôn anh em ạ. Con chim vừa mới ra nên là để mà nói nó con chim nó ổn định luôn này, hay là con chim nó chơi gắt luôn thì chắc chắn là chưa thể đâu anh em ạ. Vì nó vừa mới đi đường xa xong anh em ạ, anh em nhìn dáng bộ này cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Con chim này mà được nghỉ 3 đến 5 hôm mình quay clip thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều luôn anh em ạ. Hình như này nó ra dáng ra bộ cũng là ok rồi anh em ơi. Anh em nhìn ra dáng ra bộ quá đẹp luôn anh em ạ. Dáng quá tiêu chuẩn luôn, lưng tôm này, cánh gà tre, vai ngực nở, mào đinh tê hầu bò. Nói chung là cực kỳ ok. Tông giọng thì bọn đắc lông thì anh em khỏi phải bàn rồi. Tông giọng cứ nghe nó chỉ có gọi là sướng thôi anh em ạ. 5, 6, 7, 8, 9 luôn anh em nhé. Con chim này nó chơi khá là ok đấy. Chim nó vừa mới ra mà nó thái độ luôn thì là ok rồi. Qua em ra được 7 con anh em ạ. Có 7 con thì có 2 con nó hơi yếu nên em phải tách riêng chuồng. Có 5 con này thì em để chung một chuồng thì con chim nó khỏe hơn thì mình nhốt chung với nhau. Về con này cái sổ bọng luôn anh em ơi. Sáng ra sổ bọng đấu ở Mỹ luôn anh em ạ. Nói chung là con chim cực kỳ tương lai cho anh em. Con này thì bóng bộ thì anh em nhìn là biết, nhìn là mê anh em ạ. Hầu bò cứ cúp C và cánh gà tre thôi anh em ạ. Rất là gấu. Bọn này thì chim ăn cám hết rồi anh nhá. Đợt này thì em bảo anh em là vào cám luôn ở từ đầu trong đấy, gửi ra cho nó khỏe anh em ạ. Đi đường nó ăn uống thứ nó khỏe hơn anh em ơi. Đấy anh em nhìn dáng này, quá là ngon luôn anh em ạ. Con này thì em Tuấn Hải Dương ra lưu anh em ấy phí 1750 anh em nhá. Anh em nào yêu thì nhanh tay mở bát con nô đầu tiên phí yêu cho anh em rồi. Đẹp nhất lô luôn, bộ đẹp nhất lô luôn anh em ạ. Già dáng ra bộ quá là ngon luôn anh em nhá. Con chim này thì anh em về cứ tách nồng anh em chăm bẵm ok một chút. Anh em nuôi chỉ tầm 2 tháng thôi, con chim khẳng định cho anh em con chim nó sẽ nhanh chơi hơn rất là nhiều so với chim Bắc anh em ạ. Bắn đắc lông này anh em cứ về chịu khó chăm một chút thôi, chỉ cần tầm 2 tháng thôi con chim nó khác rồi. Nó như kiểu chim Bắc nó phải nuôi được 1 năm rồi anh em ạ. Yếm như các thứ rất là đẹp luôn. Màu kiểu là dạng là đinh tê anh em ạ. Anh em mà cần xem con Bắc thì ở phía sau nhé. Con Bắc thì cực kỳ đẹp rồi anh em ạ. Con Bắc thì lết những cái thứ rất là ok luôn anh em ơi. Nói chung con chim nó mới già thì sáng em mới cho ăn uống qua thôi. Rồi ok, tiếp tục thì đến chuyên mục là em Bắc đây. Em Bắc thì chắc chắn là nhiều anh em thích rồi. Em bẫy có tay em bẫy luôn anh em nhé. Được 3 tuần nồng rồi. Lúc em bẫy là nó đang ra mào và ra lông gáy, nên là anh em cũng chẳng quay video. Khi mà nó được 1 tuần là nó chơi rồi anh em ạ. 1 tuần là thái độ chơi rồi. Đây là con đít to nhất từ đầu mùa đến giờ luôn anh em ạ. Anh em nhìn cái quả phao câu to, phao câu siêu to luôn. Quá là khét anh em ạ. Hầu bò mào đổ lân anh em nhé. Con chim này ấy, em nghĩ tương lai nó sẽ ăn nết thiên để chạy cầu khá là tốt luôn, mà nó ra nết dê luôn rồi anh em ạ. Anh em bảo con chim nó mới có đến hôm nay là được 3 tuần nồng mà nó ra phách dê rồi, rất là hiếm luôn anh em ạ. Em khẳng định, em Tuấn khẳng định anh em ấy là để anh em tìm được một con chim nết dê thì nó hiếm lắm, mà con chim này chạy cầu cũng cực kỳ tốt anh em ạ. Chim rất là gấu luôn.
bóng đít là khiếp luôn, quá kinh luôn anh em ạ. Ba toàn nồng anh em ơi. Chim mì cái hiện tại vẫn đang ăn cám gà 100% cho anh em nhé. Ấy lại nhau cực kỳ gắt luôn anh em ạ. Anh em nào mà thích thì anh em cứ ới em Tuấn này riêng luôn nhá. Hôm nay em quay clip cực kỳ dài. Em khẳng định cho anh em con chim này là một con chim lực cực kỳ bền. Em quay con chim này là phải 16 phút, hơn 16 phút mà nó đuổi đánh từ đầu đến cuối không há mỏ luôn anh em ạ. Những con này nó là con lực lực châu anh em ơi. Bông đít lở lực châu. Nói chung là để mà kiếm chim đi thi bây giờ cứ lực châu là ok nhất anh em ạ. Con chim này thì cực kỳ dữ rồi. Bồi già rừng 100% cho anh em. Bông đít nở sướng, nhìn sướng cái mắt luôn anh em ạ. Những cái con đít nở to này về anh em chăm nó dễ lắm, nó đơn giản lắm, nó nhanh căng nhanh thuần anh em ạ. Em nghĩ là cái màu mới cả cái gáy này chưa chắc đã hết lông thôi anh em ạ. Vì cái lúc mà em bẫy được nó chi chít lông ở màu mới cả ở gáy anh em ạ. Ấy nết dê ấy anh em ạ. Quá ok còn gì nữa anh em. Con chim ba toàn da lết dê thì hiếm lắm anh em ạ. Con này thì em Tuấn Hải Dương ra lưu anh em với phí là 2.1 anh em nhá. Anh em nào mà kết con này thì anh em ơi em Tuấn Hải Dương. Nói chung là mỗi người một sở thích, một dáng dấp, một cái nét con chim khác nhau. Mỗi người thích một kiểu anh em ạ. Nói chung là những con chim mà được 3 tuần mà đã ra lết thì nó rất là ok, rất là tương lai anh em ạ. Anh em về chăm một chút thì quá là tuyệt vời luôn. Bông đi khiếp hiện thật đấy. Đúng là con bông đi to nhất từ đầu mùa đến giờ luôn anh em ạ. Rồi ok, anh em nào yêu thích con nào thì anh em cứ alo trong trực tiếp trong Tuấn Hải Dương nhé. Lấy lên sóng hai con thì anh em nào thích bắc thì bắt bắc, thích đắk nông thì đắk nông anh em ạ. Còn anh em nào mà cần tư vấn chim quạt gì thì anh em cứ alo trực tiếp cho Tuấn, tư vấn miễn phí 100%, từ cách chăm các thứ cho anh em. Nói chung là em sẽ hướng dẫn chỉ làm sao cho anh em chăm nó ok nhất, đạt hiệu quả cao nhất anh em ạ.